Xin chào mọi người, hiện tại là gia đình của Bằng đã tới Zion National Park rồi mọi người. Đây là cái cổng ra vô đó nè. Đó. Nhưng mà gia đình của Bằng sẽ đậu xe lại ngay cái cổng này để chụp hình với cái bảng mọi người. Bởi vì mình đi tới đây mà không chụp hình với cái bảng này thì tiếc lắm nha mọi người. Đây, cái bảng nè, nó ghi nè. Ghi là Zion National Park. Mọi người. Phải chụp với cái bảng này. Yeah. Đứng ở đây là nghe cái con sông Trinh mọi người. Con sông Trinh đang chảy đùng đùng bên kia mọi người. Chút xíu nữa mình sẽ đi bộ trong cái con sông đó luôn. Nhưng bây giờ mình phải chụp hình với cái bảng này trước. Không chụp hình với cái bảng này ổn lắm nha. Chạy gần cả 500-600 mile lên đây chỉ để chụp hình với cái bảng này thôi. Ơn đứng đây Ơn. Ơn xin vô đây. Không có đâu ngoài đường không. Tắp đây, tắp đây. Đâu mẹ đâu. Nè quay phim nè, quay phim nè. Hello. Xin chào. Sao sao con nói gì kiến nữa? Con kiến ở trên đây nó cũng bự hơn kiến dưới hả? Nè mẹ. Trời con kiến sống bự dưới ta. Bự quá hơn. Hả? Quá đen hả? Không thích hả? Ok đâu sao đâu con, nó đâu có làm gì con đâu. Con đừng bự dễ thương con. Con đừng làm gì nó hết. Nó đâu có làm gì con đâu. Nó chỉ bò qua bò lại. Thôi chạy đi với kiến rồi con đâu. Ôi chạy chạy đừng chạy. Đừng chạy. Nó đâu có làm gì con đâu chạy. Kiến dễ thương mà con. Ok, thôi mình đi vô nha. Nó đi vòng chân con mà, nó đâu có leo đâu. Nó mẹ để nó đi vòng ở chân mày nè. Nó đâu có leo lên nó cắn đâu. Nó thấy chân mẹ nó đi vòng rồi thấy không? Đó. Yeah. Đó đó nó đi đó. Ủa, sao đâu Ân? Đừng đạp nó Ân. Nó đạp con để vậy nó đi vòng ở chân của con. Nó đâu có làm gì con đâu đúng không? Đi vòng vòng. Đi vòng tròn không? Yeah. Đó đó nó đi vòng tròn đó. Nó đâu có cắn đâu. Ở đây làm gì coi ba coi chay làm coi. Chay nằm coi kiếm. Trời nằm tướng kỳ chay. Nó đi vòng vòng đi vòng tròn. Ok, thôi lên xe nha. Đi thôi. Bây giờ sẽ đi vô trong mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vô trong cái National Park. Ở trong đó đó. Yeah. Ok, đi thôi. Đi con. Let's go. Hầu như là tất cả các National Park nó đều có phí vô cổng là 35 đô cho một chiếc xe mọi người. 35 đô. Tới mình. Chắc phải được cái bài thích khoa. Đây chắc không nhận áp được cái. Khoai bài kia là 35 đồng. Good morning sir. Good morning, how are you today? I'm good, how are you? Good, thank you. Can I get one more map, sir? Yeah. Thank you. Thank you, too. It's a very sneak one. All right. Enjoy the park, guys. Yeah. Thank you. You can I have another map for the kids? Yeah. I have two kids. Thank you. Bye-bye. Bye for you. Go! Go! Cắt cái thẻ em anh nha. Mới đưa cái má con vào làm hư rồi. Không sao con. Đi xuống cấp trại. Visitor luôn, đi cấp trại luôn. Mình không vô đó ha. Giờ mình đi kiếm chỗ mình parking cái đi. Rồi mình coi mình muốn đi đâu trong cái map hay map này trước. Dưới mình lên cái cao quá trời em. Giờ nhìn dưới kia tuốt cái kia kìa. Coi ra đường kia kìa. Nhìn xuống. Đá này chẳng sạc thường xuyên ha. Rớt lùm.
con nhỏ hơn 12 kỳ không? Chạy tắp vô xuống đi coi cảnh cảnh chụp hình chơi hùng vĩ. Mình đang đi chui vô trong cái tunnel đó con. Tunnel mà con nói đó. Con muốn đi thử không? Dạ. Sợ không? Bây giờ là bằng đang chuẩn bị chui vô trong cái tunnel mọi người của Zion National Park mọi người. Cái tunnel này nó dài dữ lắm nha, nhìn trên bản đồ này nó đi xuyên qua cái núi bự bự trước mọi người, nó cái núi đó. Bây giờ mình sẽ đi qua nè. Nó nói gì vậy, nó không cho mình vô hả? Nó bị stop chứ, thường thường trước khi vô cho dừng bớt xe chứ hay sao. Nó chạy đâu ta? Sao? Của mình không thấy cái bảng nó ghi là một chiều hay hai chiều hết ha. Họ bị wait for stop này nè, mày ấy thôi mà. Coi cái mấy cái stop. Nhưng mà nãy cái bảng trước khi mình lên là nó kêu mình là cẩn thận có xe ngừng ở trước, đúng không? Sắp tới cái tunnel có xe ngừng ở trước. Thì chắc có lẽ là nó ra một chiều em ơi. Ha. Không biết. Mình có đoán được tới đây rồi còn đoán làm gì? Thì bây giờ mình chạy vô là nó giống như bây giờ nó ngừng cho bên kia chạy qua hết rồi đúng không? Cái nó chặn cái đầu bên kia cho mình đi qua. Xong chút xíu nó chặn đây, nó cho nó kêu qua lại. Chắc cái hầm nó nhỏ, nó chỉ có một chiều vô. Thấy hầm nó chút xíu nếu mà theo cái. Giờ mình phải đợi đây là chút xíu nó mở cửa cho mình vô lại. Đi thôi. Đợi nãy giờ mọi người ơi. Cuối cùng mình cũng cho đi rồi nè. Vậy là chắc chắn là một chiều ha. Vô đi. Chặn hết xe đây nó cho vô này. Bây giờ là bằng chuẩn bị sẽ chạy vô trong cái tunnel này mọi người. Kêu mình bỏ mắt kiến ra, mở đèn mà hạ lên. Nãy tối mà đeo mắt kiến đèn sao? No stop in tunnel. Không có dừng lại đi, không được ngừng. Ok. Lên đèn. Tối lắm. Ok, yeah. Look. Look. Đã không? Nó kêu mình chạy chậm thôi. Mà không ghi, không thấy nó ghi là mình chạy bao nhiêu. Cái này là hai chiều người ta nhưng mà sao nó vẫn chặn lại, nó không cho mình chiều kia vô ha. Sợ á. Không thấy đường chạy trong này á. Sợ. Tại vì cái đường nó quá hẹp. Ủa nè, có nè. Ủa kìa. Hay là mấy chiếc này vẫn còn sót lại. Chắc sót lại, nó không kiểm soát hết. Đó, cái lỗ này đó em thấy không? Cái lỗ này đứng dưới nhìn lên á. Ừ, nó đã phải lỗ đi vô. Ừ. Cái này hai chiều. Mấy chiếc hả? Ừ, nên mới kêu mình chạy chậm á. Đi xuyên qua cái quả núi bự luôn mà. Phải qua núi nhỏ đâu. Thì coi hầm được đi bao nhiêu phút. Mười ba
lâu lâu có cái lỗ ha. Này nó khỏi cần gắn máy thông gió để cái lỗ thì được rồi. Cái lỗ là đủ gió rồi. Nó không thay vì ở Việt Nam họ là gắn quạt thông gió. Quạt. Thì nó mở đi ngon. Đục cái lỗ luôn. Con này nó cứ một đoạn cho một cái lỗ. Chạy khúc nó có cái lỗ. Đục ra ngoài luôn ha. Đá này chắc cực chắc chắn lắm. Đây nè, đây lỗ. Đó, đó. Đó. Quá dài luôn. Rồi xếp hàng bên kia thấy không? Là chắc nó giảm bớt cái lượng xe em ơi. Thì vẫn giảm xe. Nó chặn lại nè thấy không? Đường hai chiều nhưng mà nó vẫn chặn lại ha. Nó giảm bớt lượng xe. Chặn lại. Giảm bớt lượng xe. Wow. Đó, ra ngoài nè. Yeah yeah yeah. Người ta đậu đây chắc đi để chơi quá. Mình đâu cần umbrella chi ăn. Quay lại hả? Nhìn chạy lên đoạn nó đi quay lại. Nó còn một cái vách đá nữa mà. Mình có restroom nè. Ăn đi restroom không? Lên trên đỉnh luôn em. Xin chào mọi người, hiện tại bây giờ là Bằng đang ở trên đỉnh của cái Zion National Park rồi mọi người. Ở sau lưng Bằng này có một cái ngọn núi mọi người. Bằng không biết nó tên gì nữa mà nhìn từ xa nó y như là cái giống như có ai găng cái lưới vậy. Y như cái tấm lưới mọi người phủ lên trên cái núi vậy đó. Do gió với nước đó, nó làm cho cái ngọn núi nó có cái vết mà mình nhìn từ xa tưởng y như là người ta đang lấy đồ người ta quấn cái núi hình cái lưới vậy đó. Rất là đã mọi người. Kỳ kỳ sao thì nó đã nha, nhưng mà đi vô đây quá cực mọi người, chạy rất là cực luôn á. Bây giờ là Bằng sẽ đi chạy xuống dưới một đoạn nữa để đi lên trên cái chỗ đó mọi người đó, bên đó đó. Nhưng mà mình phải đi xe xuống dưới rồi mình đi bộ vô. Ở trên đó nó có một cái khu bị gió nó thổi nó bào mòn ở chỗ đó, nó tạo thành nguyên cái lòng chảo luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên trên đó nghe mọi người. Bây giờ Bằng đã tới cái chỗ mà Bằng nói mọi người, cái lòng chảo mà bị gió nó bào mòn mọi người. Bây giờ Bằng sẽ đi vô đó, gia đình Bằng sẽ vô đó chụp tấm hình. Ở đây là cái núi hồi nãy mà Bằng nói mọi người, giống như có cái lưới á. Đó mọi người nhìn thấy không? Nó sọc 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 xong nó kẻ hình vuông như cái lưới luôn. Theo mọi người, bây giờ Bằng đang đi xuống cái lòng chảo đó mọi người thấy cái lòng chảo không? Đó, nó bị hụp xuống. Bây giờ Bằng đang đi bộ, trời bị mưa. Chết cha, trời mưa rồi. Trời coi nè, nó giỡn em. Ha, nó gấp khúc vậy. Ấn theo ba. Nhìn này giống như kiểu vừa có gió thổi vừa có nước chảy hay sao đó ta. Oh my god. Mưa lớn rồi. Đây nè, coi cái lòng chảo nè. Khoét sâu xuống luôn. Đây đây. Ô này là do nước em ơi. Này là nước á. Kìa cái dòng sông nè. Là do nước nó quét chỗ này nè không? Cần làm gì vậy? Lượm đá hả? Dạ. Chi vậy? Lượm đá chi vậy? Chị lượm bỏ vô cho chị với con. Hết giờ hết chuyện, hai chị em mình đi lượm đá đây. Ăn khỏi còi cho ăn. Khỏi còi kêu chú Bullet coi. Yeah. Thôi kêu chú Bullet lại. Yeah.